khúc mới còn chưa ra mắt, Sơn Tùng bất ngờ đón nhận con số 100 triệu view tròn trĩnh. Chúc mừng Sơn Tùng cùng thành tích đầy ấn tượng. Như đã biết, đúng 0 giờ ngày 5 tháng 5 sắp tới, Sơn Tùng sẽ chính thức cho ra mắt ca khúc mới mang tên Make My Way. Đây là sản phẩm mở đường cho chuỗi dự án của nam ca sĩ trong năm 2023. Những ngày gần đây, Sơn Tùng liên tục khiến cộng đồng mạng không ngừng dậy sóng khi quảng bá ca khúc mới trên khắp các nền tảng mạng xã hội với tần suất dày đặc. Mới đây, fan Sơn Tùng đã vui mừng thông báo tin vui mà nam ca sĩ vừa đạt được có liên quan đến ca khúc mới của mình. Cụ thể, hashtag Making Me Way trên nền tảng TikTok đã chính thức vượt mốc con số 100 triệu lượt xem, cho thấy độ phủ sóng mạnh mẽ của ca khúc Making My Way trên nền tảng này. Có thể thấy, mặc dù chưa cho ra mắt trọn vẹn bản audio cho ca khúc Making My Way, thế nhưng đoạn nhạc mà Sơn Tùng hé lộ trước đó đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, trở thành âm thanh được đông đảo người dùng sử dụng để cover nhẹ nhót, lồng ghép vào các video trên nền tảng TikTok. Và chỉ sau vài ngày, Making My Way đã trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên TikTok, giúp hashtag của ca khúc này đạt hơn 100 triệu lượt xem. Ngoài ra, những đoạn clip duet của Sơn Tùng cùng những người dùng mạng xã hội trong ca khúc Making My Way cũng đã nhận được hiệu ứng khủng từ cư dân mạng, mang về con số lượt xem cao ngất ngưỡng. Đó cũng chính là một trong những yếu tố giúp từ khóa của Making My Way vươn lên con số 100 triệu lượt xem. Trước đó, không ít tin đồn đã rộn lên việc Sơn Tùng sẽ kết hợp với ekip toàn người nước ngoài trong sản phẩm lần này. Tuy nhiên, chưa rõ Sơn Tùng sẽ hát một mình hay kết hợp với nhân vật đặc biệt nào khác, nhưng với những giai điệu cuốn hút cũng như lyric ca khúc toàn bằng tiếng Anh thì những nghi vấn này của cộng đồng mạng hoàn toàn có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, thực hư ra sao có lẽ phải chờ đến 5 tháng 5 Sơn Tùng sẽ chính thức có câu trả lời xác thực nhất.